Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming nha. Vậy cho Khải chúc anh em xem video vui vẻ em ơi. Ở video này thì Khải muốn khoe anh em một cái vấn đề rất là đã luôn anh em ơi. Vừa rồi như anh em cũng đã biết thì Khải vừa build xong cái set may mắn 22 nè. Đây nè, anh em cùng xem sơ qua nè. Khải vừa build xong set may mắn 22 đúng chưa? Xong rồi là Khải chan nay là ngày thứ 3 rồi nè. Nay là ngày thứ 3 rồi, cho đến bây giờ là ngày thứ 3 rồi. Anh em cùng xem là set may mắn 22 nha. Đó. Đâu rồi, mất tiêu rồi, đây đây. Đây, thu nhỏ cho anh em dỡ xem. Đây, gia truyền 7 này. Đó, quân ngập bội 7 này. Gia truyền 6 này. Nhẫn 5 này. Đó. Rồi nhẫn 4. What the hell, đang định build cho anh em xem. Đang định khoe cho anh em làm clip bói đồ bãi chanh anh em. Mà đúng lúc server nó báo trì luôn em ở đây. Cho anh em xem nhanh luôn. Vừa rồi thì Khải có nhận được một cái kiếm anh em. Đây đang bảo trì luôn anh em ơi, nên là chạy lông ngon luôn. Đây. Nói chung là Khải không phải nhận được kiếm mà Khải nó nhận cái phi đao. Cái phi đao anh em. Đó, cho anh em xem này, cái phi đao rất đẹp luôn. Hiện tại cây này gọi là no một phi no một server rồi anh em. Ơi trời mất rồi. Tí nữa là tí nữa vô lại cho anh em, Khải làm cho anh em xem nha. Cái phi đao mà Khải đi hoán 3 lần ra được cái kiếm anh em. Rồi đợi tí nữa xong mình Khải tiếp tục cho anh em xem. Đây, ok cho anh em xem này. Đó, lúc nãy đang chuẩn bị sâu đồ bói chanh sâu đồ trên bãi chanh bắt năm cho anh em xem mà nó bị bảo trì nè. Nên là giờ mình tiếp tục cho anh em xem này. Đó, như Khải cũng đã nói thì hồi sáng thì Khải chanh được cái phi đao anh em à. Cái này là phi đao nha. Đó, sinh lực lực không có 30. Đó, và Khải đã hóng 3 phát rồi ra cái kiếm là quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Tâm này thì ngày mới kiếm thiên trưởng hoặc là giỏ đan hoặc là thiên nhẫn đi theo hướng vũ khí mọc. Nón mọc thì đi cây vũ khí này tuyệt vời luôn nè. Nói chung thì Khải không có đâu thử rồi. Cũng có người trả hơn 1 triệu rồi mà Khải chưa bán nè. Hơn 15 kim, 20 kim rồi mà Khải chưa bán nè. Nói chung là tầm này Khải đang định ai mua giá nào được ngon hơn một chút thì Khải mới bán nè. Có người trả 20 kim, cũng có người trả 1 triệu này nọ mà Khải không bán nè, chưa bán. Tại vì hàng mới mà nè. Hàng mới mà, nô người nào mà nô. Nên là Khải chưa có vội cả. Khải đợi ra thêm vài ngày nữa thì coi thử ông nào thiện chí thì Khải sẽ bán nha nè. Chứ cả tầm này chưa có nô. Rồi, để cho anh em xem tiếp tục này. Đó, đây là đầu tiên là cái kiếm nha. Tiếp tục cho anh em xem qua trong rương này. Rương này không có, đây. Đây, tiếp tục mấy món cho người này, coi. Nón này nỗ lực, tầm 7 rồi. Đây, được rồi, dây 20, 20, 40, 14 thân phát. Nó dây này cũng được 50 vạn, 500 xu. Rồi, tiếp tục rồi. Đây, nón 148 sinh lực. Đó, 148 sinh lực và 45 nội công. Nội lực với 45 nội lực. Cái nón này là con long đao này nè. Đó, nón này con long đao đi hướng vũ khí kim, nón kim là tuyệt vời luôn. Chuyển hóa xấu và khẩu đọc 22. Nói chung là cái nón này là quá đẹp luôn nè. Mà nón này bèo bèo cũng được hơn kim anh em. Hơn một kim, hơn một kim ấy. Rồi, đã Khải chuyển qua ai khác cho anh em xem thì còn món nào nữa không. Khoe cho anh em tiếp. Đâu rồi. Đó. Được hai món đẹp tuyệt vời rồi đấy. Món này chưa có gì. Rồi đây, quan Thế Yên là đây đây. Thế Yên có một ít đồ nữa cho anh em xem. Bộ đồ bà chan bắt năm này sau khi có cái xếp này bánh 22 thì cảm giác ra đồ rất đẹp anh em, cảm giác ra đồ rất đẹp. Để cho anh em xem tiếp này, ra đồ còn hơn khi mà không mang xếp này bánh luôn em, bảo đảm luôn. Đúng thiệt, mình mang xếp này bánh 22 vào cảm giác đồ rất là nhiều như đôi giày áo đi. Đây bộ thấy chưa, áo này đẹp chưa, áo này bèo bèo cũng được vài trăm xu một kim quay đầu anh em, ngon không, đẹp không. 5 dòng phục hồi 40 kháng hỏa 14 đó. Tầm này thì những áo phục hồi thì nói luôn thì nó cũng không có giá lắm. Chứ nếu mà cái áo này lúc đầu server thì cũng được 2-3 kim. Mà tầm này thì chắc chỉ còn 1/3 thôi nè. Đó, thấy chưa. Rồi, tiếp tục đây. Rớt đồ 5-6 dòng không nè, thấy chưa. Đó, đâu nữa rồi. Đây, đại lưng. Đại lưng này bèo bèo cũng được 100-200 xu nè. Chón 30, khăn hỏi 15. Đó. Rồi, tiếp tục rồi. Đây, một cây kích. Đồ cái này làm 130 thôi anh em, cái này làm 140 là vô tiền anh em. Làm 130 vãi nồi. Đó, tiếp tục rồi. Mấy món gia truyền này thì nó không ăn thua. Chúng mình được vài món được Khải chốt. Ơi, anh này ngập bòi nữa này. Đó, Khải chốt qua quanh nhà con nghe mì đó ít hôm nữa đang bán kiếm vài chục vạn, vài trăm xu cũng được anh em. Đây. Đôi giày này cũng được, mà đôi giày này được cái tóc thôi. Chứ nó không được gì cả. Chung là bán 50 vạn cũng được thôi, tại vì đây. Nè. Nón nữa nè, thấy chưa? Em thấy nón không? Đồ toàn ốp đẹp không à anh em ơi. Đúng là tiền nào của nấy nè. Mình bỏ ra một xếp bánh 22, mình đầu tư xếp bánh 22 thì công nhận lại nhặt lại đồ khá đẹp.
Rồi từ từ Khải dọn cái rương rồi Khải chốt hết thử được những món nào và Khải cho giá nhẹ nhẹ cho anh em. Tại vì những món này thì chắc chắn bán sẽ được tiền nên là một Khải mới lấy nè. Chứ còn không được tiền thì Khải vứt luôn rồi. Chứ Khải không có cầm chi. Món này không ăn thua, món này vứt. Lần này cái bát năm này xếp bán 22 quá đẹp. Rồi để giao dịch. Giờ chốt qua một con luôn cho anh em xem, dễ hiểu. Thôi chốt qua con Thủy Yên đi. Vứt mấy cái này đi. Chốt qua Thủy Yên đi. Tí nữa vứt đồ qua cờ lon nó bán đồ nè. Cho anh em dễ xem. Nè. Giao dịch cho Thủy Yên này, cho tổng đồ cho anh em xem. 3 ngày được mớ đồ đó nè. Đó. 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 Rồi còn có một cái đao của Nam Độc nữa. Một cái đao của Nam Độc nữa anh em. Rồi còn gì nữa không? Trời ơi cái áo. Áo cái áo nữa này. Trời áo. Cho anh em xem cái áo nữa này. Đây. Áo ạc này con Thiếu Lâm nhặt được. Đó. Rồi để lập một lần so cho anh em xem. Rồi. Rồi còn gì nữa không ta? Nhận cái gì nữa không ta? Đây, đây là những cái vật phẩm nhặt trên bãi chanh nha anh em. Rồi ok này cho anh em xem này. Đó. Mấy cái này vứt. Giả tỏ mấy cái này giả tỏ. Rồi đây. Cho anh em xem cái đầu tiên quý giá nhất. Từ những món đắt tiền nhất cho đến món rẻ tiền nhất. Đó. Rồi. Đây. Đầu tiên này. Mình được một cây vũ khí kháng lôi 30 sinh lực vũ lực. Đó. Và đã có người trả giá 20 kim chưa bán nha em. Đã có người xác nhận nè. Đã có người trả giá 20 kim chưa bán. Đó. Rồi tiếp tục. Áo 14 40. Áo này bèo bèo tầm này cũng được 1 kim nè em. Rẻ lắm cũng được 1 kim nè. Cũng được 500 vạn. Đó. Rồi. Nón này cũng vậy. Nón này bèo lắm cũng được 1 kim. Đó. Anh em thấy chưa? Thấy chất lượng chưa? Nón kim 148 sinh lực cho con lông đao nha em. Nón này con lông đao nha. Chuyển hóa thương kháng độc. Nói chung là cái nón này là con lông mang vô là kích luôn. Kích hết toàn tập. Đó, nội lực 45. Rồi. Hai món bè bè cũng kim mà thấy chưa? Một kim một món. Rồi. Đai lưng này chắc cũng được tầm trăm xu nè, 50 vạn. Đai lưng này cũng tầm 50 vạn đến 60 vạn, rao bán ngoài 100 vạn chắc cũng có người mua. Ngực bòi này cũng tầm 50 vạn luôn. Đó. Là khoảng 100 xu. Giày này khoảng tầm cũng tầm 50 vạn luôn, 100 xu luôn đó. Nón này thì thông pháp cao, làm chậm, hơi phèn một tí giờ cái độ sinh lực lực. Nhưng mà bán 3-40 vạn gì đó cũng chắc chắn cũng có người mua. Tầm này đường môn 79 khá là hot. Rồi tiếp tục thì đôi giày. Đôi giày được cũng vậy, đôi giày cũng là đường môn 79 luôn nè. Đẹp thấy đẹp không? Đồ hai món nó hợp lý ta, 20-14 luôn vãi nồi. Đẹp không? Bạn xem mà bán 22 vào, đồ rất đẹp. Rồi đến cái vũ khí rồi này. Đó, làm chậm 30. Quá đẹp luôn, sinh lực 63. Này mà lúc đầu thì mới ra có tiền mà tầm này không ăn thua. Tầm này chắc bán cho những ông nào phiền phèn, ông nào mà không có đồ mua hàng mát thì xài những cái cây như thế này cũng được. Em thiên nhẫn này nọ cái bang xài có thể vũ khí 30 vài chục vạn quay đầu cũng có thể em 50 vạn. Cái này 50 vạn 200 vạn là cũng có được 100 xu nè. 100 xu. 100 xu 200 xu quay đầu, ngon lành. Rồi cái áo này, trời ơi. Cái áo này phục hồi 40 cũng có tiền rồi nè. Trời ơi, cái áo phục hồi 30 tiết girl luôn nè. Thấy chưa? Chung là áo này bán ngồi bán 50 vạn bài bài thôi. 50 vạn là 100 xu nè. Rồi. Tiếp đó thì sẽ cho anh em xem tiếp tục một cái đao của Nam Độc. Rồi ok, tiếp tục Khải sẽ soi cái đao của Nam Độc cho anh em xem. Cũng nhặt từ bãi chanh luôn nè. Cái đao cũng nhặt từ bãi chanh luôn, Khải không xin boss luôn á. Anh em ơi, đâu rồi? Nam Độc đây đây đây. Đó. Cái đao này thì trên livestream Khải cũng khoe anh em rồi. Tốc 30. Nội lực 155, làm chậm 30. Cái này mà làm chậm 40 thì với cái nội lực 155 thì cái bang thì nhận nhìn chỉ có thể chạy giải thôi nè. Cái tóc thì Khải nghĩ nó không quan trọng rồi. Tại vì tầm này thì vũ khí làm chậm 40 thì nó cũng rất là có giá nè. Kèm với cái dòng nội lực 155 thì bèo lắm cũng được 7 đến 10 kim nếu mà làm chậm 40 nè. 7 đến 10 kim nếu làm chậm 40. Mà tầm này cứ làm chậm 30 thôi tiếc vãi nồi. Nên là Khải cho Nam Độc mang luôn nè. Nam Độc thì mang cây này tóc đánh 30, làm chậm 30, nội lực 155. Rồi cái bao tay 30 nữa là 60, nhẫn 20 nữa là đạn móc làm chậm 80 cho Nam Độc này nè. Đó. Đó. Rồi nói chung thì cũng không có gì hơn. Ở video này thì Khải chỉ muốn
cho anh em biết là hiện tại bây giờ Khải lên set 22 và chan bài chan cũng khá là yên ổn anh em, và đồ thì ra rất là đều luôn, cảm giác đúng đã luôn anh em ơi. Chung thì anh em xem video này thì đừng quên ủng hộ video bói đồ bãi chan này, bắt năm này một like một chia sẻ cho anh em ơi, và sâu những cái món đồ này, và nếu mà nhận được những món đồ nào mà được giá hơn trên 2-3 kim, 5-10 kim đó, Khải sẽ tiếp tục ra bắt 6, bắt 7, bắt 89, bắt 10 cho anh em xem cho vui nha. Đừng quên ủng hộ một like, chia sẻ, ủng hộ nha anh em ơi. Ok, cảm ơn em đã theo dõi video này rất nhiều nha. Bye bye anh em.